Chào các bạn tin nhanh 24/7. Hoa hậu Mai Phương Thúy xinh đẹp hội ngộ cùng Hoàng Thị Linh tại thủ đô. Dưới thời tiết lạnh lẽo của thủ đô Hà Nội, Hoa hậu Mai Phương Thúy và ca sĩ Hoàng Thị Linh vẫn diện đầm gợi cảm, khoe dáng thảo bạo. Hoa hậu Mai Phương Thúy diện đầm ni nhẹ nhàng, thanh lịch, xuất hiện lộng lẫy như một nàng công chúa. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, vẻ đẹp hút hồn đối với người đối diện. Trong khi đó, ca sĩ Hoàng Thị Linh táo bạo với cái đầm hở lưng. Chiếc đầm màu đen sẽ khoe ba vòng hấp dẫn của nữ ca sĩ nhịp đập giấc mơ. Hoàng Thị Linh biến thành mình tiểu thư đài cát sang trọng với chiếc khăn lông. Từ lâu Hoàng Thị Linh và Mai Phương Thúy là đôi bạn thân, tuy nhiên họ ít có cơ hội gặp gỡ nhau. Tại sự kiện này, cả hai vui vẻ trò chuyện với nhau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video clip này. Hẹn gặp lại quý vị ở clip kế tiếp. Nhớ like, share, nhấn subscribe.